forward to this guy. Tại tỉnh Nghệ An, khoảng 16 giờ chiều qua trên địa bàn các xã Xá Lượng, Lượng Minh, Lưu Kiền, Yên Na của huyện Tương Dương xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh, kèm theo mưa đá. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị hư hại. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, mưa đá cũng xuất hiện tại thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm của huyện Kỳ Sơn, khiến ít nhất 30 hecta hoa màu và lúa của người dân bị gãy đổ, hàng chục ngôi nhà bị thủng mái, hư hỏng.